Với combo này thì em đang ghép với những chiếc đẩy Sansui đến từ thương hiệu của Nhật các bác nhé. Với những chiếc vang số cao cấp và bộ mic chất lượng để phối ghép lên một cái combo siêu hay. Đặc biệt hơn đó là rất là dễ sử dụng các bác nhé. Xin được mến chào toàn thể các bác, cũng như là chào anh Hùng ở trên Phú Thọ nhé. Hiện tại thì em cũng đang phối ghép cái combo cho anh Hùng các bác nhé, gồm 3 tớt để vì anh phối ghép với đôi loa Bát 30 BMB của anh ở trên nhà. Thì cũng thưa với các bác, với combo này thì gồm một đẩy Sansui các bác nhé, SA502, dòng này đến từ thương hiệu của Nhật. Dòng này thì cho ra tiếng rất là đầm và hay, đặc biệt là rất là bền. Thêm nữa là một chiếc vang cao cấp các bác nhé, không cần hỗ trợ về nâng tiếng, dòng vang này đã có hỗ trợ các bác nhé. Thêm một cái đặc biệt nữa đó là dòng vang này gọi là siêu dễ chỉnh hơn cả vang cơ, hệ số nhưng mà lại siêu dễ chỉnh các bác nhé. Các bác muốn chỉnh về nhạc hay mic thì ấn ở đây. Đó. Thì cái thông số ở đây sẽ có luôn đây các bác nhìn này, các giải đây. Các bác chỉ tăng lên xuống thôi. 3 giải bass, 2 giải lời và 3 giải tép ở bên này các bác nhé. Và nhạc cũng vậy. Đó, rất là đơn giản, đặc biệt là có USB, cổng khoang, Bluetooth đầy đủ. Model S880P là phiên bản nâng cấp của V880 các bác nhé. Mic Bayer, mic KM600 rất là quen thuộc phải không ạ? Thì mic hát rất là nhẹ và sáng tiếng các bác nhé. Dòng mic này thì các bác chơi gia đình hoặc là sự kiện nhỏ nhỏ rất là ok các bác nhé. Đó, 3 thớt màu đen. 2 thớt này là hàng chính hãng, được bảo hành lên đến 1 năm các bác nhé. Nếu mà có lỗi trong vòng 6 tháng đầu sẽ hỗ trợ đổi một hình thức đẹp như vậy là ok các bác nhé. Đây, với sử dụng thì sẽ có 4 kênh các bác nhé. 4 kênh mặt trước để các bác có thể ấn nút và để sử dụng luôn. Đấy, và đây là kết hợp Bluetooth này, USB, cổng quang này. Đấy, có đầy đủ hết. Với mức đẩy thì các bác cứ cho lên muốn hát nhẹ thì theo cái căn phòng rộng thì các bác có thể đẩy lên cao để cho tiếng mic ra tốt hơn các bác nhé. Còn khi nghe nhạc thì các bác để ở mức nào cũng được. Tất cả dây jack thì bên em có tặng kèm đầy đủ. Đây, ví dụ như là các bác muốn sử dụng sang một cái kênh khác thì các bác kiểu ấn như mode này luôn này. Sẽ chuyển kênh. Đấy, các bác nhìn kênh đây không ạ? 1, 2, 3, 4. Sẽ có 4 kênh ở mặt trước để các bác có thể tự chọn cho mình được. Đó, tự chọn cho mình được. Thì với combo này thì anh cũng có hỗ trợ chuyển khoản trước là 1 triệu. Và khi nào anh nhận hàng thì sẽ kiểm tra cũng như là thanh toán nốt theo bên vận chuyển các bác nhé. Combo rất là đẹp. Em cũng xin phép được test nhanh như vậy vì anh cũng đã có theo dõi kênh của bên em cũng đã 2 năm nay rồi. Cũng có chat với anh rất là nhiều trên Zalo. Nên là hôm nay anh quyết định sắm cái combo này để về phối ghép vào đôi loa BLB của mình. Vâng, cảm ơn các bác đã quan tâm cũng như là các bác tin tưởng và sử dụng những cái dòng sản phẩm bên cửa hàng. Các bác nào có nhu cầu thì có thể liên hệ trực tiếp, hoặc là thắc mắc gì hơn thì cũng có thể liên hệ qua Zalo, Facebook, số điện thoại 0977 434 361 các bác nhé. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Hẹn gặp lại các bác trong các clip tiếp theo.